Mời anh chị em đứng, chúng ta cầu nguyện một chút. Điều quan trọng là chúng ta, mỗi người chúng ta tự cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và chúng ta cố gắng theo dõi, suy nghĩ hôm nay, còn suy nghĩ thêm khi về nhà nữa để thấy ý của Chúa trong cả cuộc đời của mình. Rồi mời chị em ngồi. Đề tài thứ hai, tại sao đàn bà nói nhiều hơn đàn ông? Câu trả lời đầu tiên đó là tại Chúa muốn như thế. Trong bản thiết kế khi Chúa sáng tạo Eva là cho muốn cho đàn bà phải nói nhiều. Thế nhưng hiện nay trên thế giới này, ở đâu cũng nói rằng đàn bà nói nhiều quá. Mỗi ngày nói nhiều hơn đàn ông 1.000 từ. Rất nhiều người bực bội nói rằng cha ơi, đàn bà nó nói nhiều quá chịu không nổi cha. Cho nên phải đi uống cà phê, phải đi đánh cờ, phải đi nhậu lai rai. Như vậy tức là chính thế giới hôm nay đang chống lại với bản thiết kế của Chúa. Cho nên mới cho rằng đàn bà nói nhiều là không tốt. Thứ hai, đàn bà nói nhiều thật, nhưng lại nói những chuyện lung tung. Nói xấu chồng, nói xấu mẹ chồng, nói xấu láng giềng, đủ thứ hết. Như vậy thì đàn bà cũng sai, chưa tìm được cái bản thiết kế của Chúa. Thế thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao Chúa muốn đàn bà phải nói nhiều. Thứ nhất, Chúa muốn đàn bà nói nhiều để con cái của chúng ta sớm biết nói. Nếu đàn bà cũng nói ít như đàn ông thì con cái chúng ta 5, 6, 7 tuổi nó biết nói. Cho nên cái điều thứ nhất, đàn bà phải nói nhiều để cho con mau biết nói. Nhưng mà đàn bà phải nói những điều hay, những điều tốt, những điều đẹp. Thế thì cái nền giáo dục nó sẽ làm cho con cái chúng ta lớn lên kiến thức về khoa học rất nhiều, kiến thức về thánh kinh cũng rất nhiều, và đời sống đạo đức của nó cũng sẽ rất tốt. Nhưng bởi vì đàn ông sai, chế giễu đàn bà nói nhiều, đàn bà nói nhiều lại không nói đúng như ý của Chúa. Thế thì bây giờ tôi xin trả lời thứ nhất, phải nói nhiều vì đó là ý Chúa. Một là để con cái sớm biết nói. Từ ngày đẻ ra đứa con cho đến 4, 5, 6, 7 tuổi, gần như nó chỉ sống với mẹ thôi. Còn bố đi làm, lâu lâu mới về một lần. Nhất là có những người lái xe tải gần như vắng mặt thường xuyên. Đến khi về đến nhà con ngủ rồi. Ít có trường hợp nào ở nhà nhiều. Cho nên có một câu chuyện cũng là khôi hài mà rất hay. Có một anh lái xe tải, ít ở nhà quá. Thế đứa con gái 5 tuổi, nó bảo bố ơi, bố đừng đi làm nữa, bố ở nhà với con. Thế bố nó bảo rằng bố đi làm mới có tiền để mua búp bê cho con. Thế con bé nó bảo rằng con chả thích búp bê đâu, con chỉ thích bố thôi. Đấy, sự hiện diện của người cha cần, nhưng mà không thể nào làm nổi vì người cha phải đi làm. Còn người mẹ thì thường xuyên ở bên cạnh đứa con suốt từ lúc đẻ ra, bồng ám cho đến lớn lên chỉ có mẹ thôi. Thế thì có thể nói rằng từ 7 tuổi trở xuống thì nền giáo dục hầu hết là do người mẹ. Và người mẹ phải nói nhiều, nói từ khi nào? Nói từ khi bắt đầu có thai ở trong bụng, mẹ bắt đầu nói rồi. Đừng tưởng rằng nó không biết,
Nhưng mà những câu nói đó đều ảnh hưởng tới đứa con. Cho nên ngày hôm nay người ta cho đàn bà nghe nhạc, loại nhạc nào để cho phù hợp với cái thai. Để cái thai đó sau này lớn lên, nó thành người, nó tốt. Cho nên từ khi còn trong bụng mẹ đã nghe nhạc, thì bây giờ từ khi còn trong bụng mẹ, mẹ đã nói. Nói cái gì? Ở trong Thánh Kinh biết bao nhiêu câu nói rất hay. Cứ nói cho nó nghe, dù nó chưa có mặt. Cứ ngỡ gọi con ơi, Chúa dạy chúng ta phải làm thế này, cứ nói đi. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái bào thai. Và đến khi đẻ ra rồi, dù chưa biết nói với còn nắm trên tay, cứ phải nói, cứ phải dạy. Đừng tưởng rằng nó không biết. Dĩ nhiên nó chưa biết đâu, nhưng đó là khởi đầu của kiến thức nó rồi. Những cái lời nói đó ghi vào trong tâm đứa trẻ. Nhất là ở cái tuổi từ 4 đến 6. Đứa con nó hỏi trăm chuyện. Nếu người mẹ trả lời cho nó đúng, thế thì kiến thức khoa học rất là lớn. Ví dụ, hỏi mẹ ơi, ở trên trời có cái hồ trên đó hả? Tại sao mà nước trên nó xuống nhiều thế? Nhưng nếu mẹ nó biết trình bày thì bảo rằng, Chúa làm lạ lắm con ơi. Ví dụ đây nha, cái ly nước, nước đá lạnh, cái ly nó có thủng đâu, thế mà bên ngoài cũng ướt. Là tại sao vậy? Bởi vì xung quanh chúng ta đầy hơi nước, nhưng khi gặp lạnh thì nó tụ lại thành giọt nước. Do đó cho nên mặt trời mọc lên, thế là bốc hơi. Cụ thể là mẹ phơi cái áo, nước chảy tộp. Thế mà chỉ 2-3 tiếng đồng hồ thôi là khô ran. Thế nước đi đâu? Nước bốc thành hơi lên trên kia. Lên trên đó lạnh hơn dưới này. Hôm nào mẹ đi máy bay, mẹ thấy thông báo là máy bay trên chiều cao 1.000 mét và lạnh âm 20 độ. Cho nên là trên cao lạnh lắm. Thế là hơi nước bốc lên trên đó. Thế là lạnh nó tụ lại thành giọt, nó rơi xuống thành mưa. Nếu mẹ biết dạy con như thế thì ngay từ bé nó đã có cái kiến thức đó về khoa học rồi. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ là mẹ nó không biết dạy. Mẹ bảo rằng lắm mồm, hỏi mãi, biết lỗ tai, đi sửa chỗ khác. Mất một thời cơ, tại sao không nói đi? Rồi có những trường hợp nó hỏi, bố ơi bố, tại sao mà bố có râu, mẹ không có râu? Thế tại sao lại không biết trả lời, Chúa muốn thế, Chúa muốn cho đàn ông có râu, đàn bà không có râu, ít nhất cũng nói được bấy nhiêu. Thế mà lại bảo rằng, mẹ mẹ nói nhiều quá, râu mà không nổi, cho nên mẹ mẹ không có râu. Như vậy là sai 2-3 điều. Thứ nhất là không phải đàn bà không có râu là vì nói nhiều. Và thứ hai quên rằng cái nói nhiều của đàn bà là rất tốt. Giúp người đàn bà, giúp người vợ hiểu về kiến thức khoa học nhiều đi để cho dạy con. Nhưng mà nếu không hiểu được nhiều khoa học, ít nhất cũng nói được câu này. Ví dụ như là tại sao nước trên trời nó rơi xuống nhiều thế, ở trên đó có cái hồ đó hả? Nếu mẹ không trả lời được về khoa học thì ít nhất cũng nói được rằng Chúa làm nhiều chuyện lạ lắm con ơi, lớn lên con mới thấy, ít nhất nói được bấy nhiêu, là đi mắng nó, hỏi hoài, biết lỗ tai, đi chửi chỗ khác. Thế là người mẹ đánh mất ơn gọi, phải dạy con. Cho nên suốt từ khi mang bầu cho đến 7 tuổi, người mẹ nói càng nhiều càng tốt. Và nói rất nhiều điều về khoa học, nói rất nhiều điều về văn chương, nói rất nhiều điều về đạo đức, về thánh kinh. Thế thì con chúng ta lớn lên, nó sớm biết nói này, rồi nó lại có rất nhiều kiến thức về khoa học này, rồi nó lại có nhiều kiến thức về đạo đức ở trong thánh kinh nữa. Thế nhưng mà khổ quá, biết bao nhiêu người đàn bà không biết dạy con, không những không dạy mà còn dạy sai nữa kia. Sai cả ý của Chúa. Cho nên tôi yêu cầu đàn bà hãy nói thật nhiều, nhưng phải nói điều tốt, nói điều hay, nói điều đẹp, đừng bao giờ nói điều xấu. Như thế thì mình cũng quá hay, mà con mình nhờ đó mà lớn lên nó cũng quá giỏi. Đó là cái điều mà chúng ta phải khám phá. Phải hỏi sao, tại sao Chúa cho đàn bà nói nhiều như thế nhỉ?
để đàn ông cũng phải thấy ý Chúa, đàn bà cũng phải thấy ý Chúa như thế. Cái công trình đó nó nằm hết trong bản thiết kế của Chúa rồi, chứ không phải do người ta bày đặt ra đâu. Nhưng mà khổ quá, hỏi rằng có biết bao nhiêu người mẹ hiểu được điều đó, có biết bao nhiêu người chồng hiểu được điều đó. Cho nên con cái chúng ta bị giáo dục sai lầm. Thay vì thật tốt, bây giờ lại trở thành thật xấu. Đó là cái điều chúng ta nên nhớ. Chúa sáng tạo ra như thế, đàn bà phải nói nhiều. 1.000 từ hơn đàn ông, hơn 1.000 từ cũng được nữa đi. Nhưng với điều kiện luôn luôn nói tốt, luôn luôn nói những cái hay, cái đúng, cái đẹp. Đó là điều thứ nhất chúng ta khám phá trong việc đàn bà nói nhiều. Rồi bây giờ, đàn bà thì đẹp hơn đàn ông. Thứ nhất, khuôn mặt đàn ông thì vuông, nói lên nghị lực. Nhưng khuôn mặt đàn bà thì lên trái xoan. Vai đàn ông vuông, nhưng vai đàn bà tròn. Rồi lưng đàn ông dài, đàn bà còn có eo. Rồi đàn bà thích làm đẹp. Người ta nói rằng mỗi ngày đàn bà dành cho việc làm đẹp ít nhất là 20 phút. Thế thì thứ nhất, đàn bà đẹp là đúng. Đó là ý Chúa muốn. Nhưng mà biết bao nhiêu người đàn bà làm đẹp sai, dành quá nhiều thời giờ vào vấn đề làm đẹp, quần áo sắm quá thể. Ví dụ ở Vĩnh Long có một đứa con gái, nó có tới 300 cái áo dài, áo cổ cao, áo cổ trung bình, rồi không cổ, rồi cổ tim, rồi cổ vuông, rồi áo đủ thứ màu sắc, rồi vải đủ thứ kiểu, đủ thứ hết, 300 áo dài. Như vậy thì đi lố sai ý của Chúa. Có những người đều còn lên án là tối ngày cứ làm đẹp không, cũng sai. Đàn bà phải là đẹp mới được. Nó có đẹp, rồi nó có duyên dáng, thế thì nó mới có sức thuyết phục đàn ông. Có những người đàn bà nhờ đẹp mà sửa được bao nhiêu cái tính xấu của người chồng. Nhưng mà tại đàn bà lại đẹp lố đi quá đáng, đánh mất quá nhiều thời giờ, quá nhiều tiền bạc. Chúng ta cứ thể vào trong các gia đình mà xem, tủ đàn bà nào cũng rất rộng, áo rất nhiều. Những áo dài, hễ thấy ở trên tivi có áo mới, cái lại sắm áo mới. Thấy cái bộ váy đầm là lạ, thế lại mua. Có nhiều khi có mặc cả năm con lần thôi, sắm quá nhiều làm chi, tốn tiền. Như vậy là lại đi sai với bản thiết kế của Chúa. Cứ đẹp, cứ làm đẹp, nhưng mà dùng cái đẹp đó để xây dựng xã hội, để xây dựng hạnh phúc của gia đình. Cho nên, chê đàn bà đánh mất quá nhiều thời giờ cho vấn đề làm đẹp cũng không được đúng. Và đàn bà làm đẹp quá mất nhiều thời giờ, quá mất nhiều tiền cũng quá đáng. Vừa phải thôi. Đây là một lời nói của một ông bạn của tôi. Ông bảo rằng khi hai vợ chồng những con mới lấy nhau thì cứ xoắn xuýt với nhau. Nhưng khi đã có đứa con rồi thì hai đứa quên mình. Tất cả đều hướng về đứa con hết. Cho nên cái điều làm đẹp quan trọng nhất là trước khi lấy chồng. Rồi sau khi lấy chồng, bớt đi để dành thời giờ cho con cái. Và dù mình không còn đẹp lắm nữa, nhưng mà con mình nó lớn lên nó ngoan, cả hai vợ chồng đều hạnh phúc. Cho nên làm đẹp là đúng, nhưng một thời thôi. Trước khi lấy chồng nên làm đẹp nhiều, và khi lấy chồng rồi bớt đi. Không phải là bỏ hoàn toàn cái đẹp, nhưng mà bớt đi. Đàn ông mà có vợ đẹp con ngoan thì hạnh phúc lắm. Đàn bà mà xấu thì không hay. Nhưng nếu đàn bà xấu mà lại giỏi mà lại ngoan thì gia đình vẫn hạnh phúc, có sao đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái công trình sáng tạo Chúa cho đàn bà đẹp với đàn ông thì là chương trình của Chúa, nhưng phải làm cho cái gì cũng phải vừa phải thôi, đừng có quá đáng.
rồi đàn ông thì khỏe. Đàn bà thì dịu dàng hay là thướt tha. Đàn ông khỏe để làm gì? Để xốc vác, để lăn lộn ngoài xã hội, để có tiền nuôi vợ con. Nhưng đàn bà phải dịu dàng, phải tha thướt, để một câu nói của người đàn bà mà khéo thì ông chồng có thể là bán cả gia tài, bán cả cuộc đời của mình để theo người vợ. Cho nên có những ông vua chết vì đàn bà đẹp. Nó nói ngọt quá, nó dịu dàng quá. Đây là một câu nói của ông Napoleon. Một ông vua bách chiến bách thắng. Thế mà từ ở ngoài mặt trận, ông viết thư về cho người tình Josephine. Ông ta nói rằng, tôi muốn bỏ tất cả tướng tá quân đội để được trở về quỳ dưới chân em. Cho nên cái dịu dàng, cái duyên dáng của người đàn bà nó ảnh hưởng tới cả một ông vua bách chiến bách thắng như thế. Cho nên những cái đẹp, cái duyên dáng, cái tha thướt đó nó ảnh hưởng rất nhiều trong gia đình. Nhưng với điều kiện là người vợ phải là người công, ngôn, dung, hạnh. Công, đảm đang, tháo vát. Ngôn, ăn nói dịu dàng. Dung là đẹp, duyên dáng. Hạnh tức là đạo đức. Nếu mà người đàn bà cứ đẹp và có đủ bao nhiêu điều này, thế thì người đàn ông có hư cuối cùng cũng sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Vì cái sức đó nó làm cho người đàn bà có sức thuyết phục. Thuyết phục cả một ông vua, có thể một ông vua bị sụp đổ tất cả cũng chỉ vì người đàn bà. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cố gắng làm thế nào để chúng ta theo đúng bản thiết kế của Chúa. Thứ nhất, đàn bà cứ nói nhiều, nhưng hãy nói đúng và nói hay. Đàn bà cứ làm đẹp, nhưng mà đừng làm đẹp quá đáng, vừa phải thôi. Nhất là đừng có làm đẹp cái kiểu sexy. Ôi dồi ôi, đua nhau mà cái gì cũng sexy. Áo mà con tí thôi, hở bụng ra, rồi còn đeo cái khuyên vàng ở rốn. Rồi cái váy thì con tí, gọi là mini jeep. Mini, tiếng Latin là minimum, tức là tối thiểu. Mini jeep là cái váy tối thiểu. Ở dưới này chỉ có nửa đùi thôi. Còn trên này thì khoét một cái thật rộng ở đây. Rồi đây cục. Như vậy là đẹp sai ý của Chúa. Phải đẹp, nhưng mà đẹp đúng. Không những mini jeep, còn mini áo, mini quần, cái gì cũng mini, tối thiểu. Cuối cùng lòi tất cả những cái xác thịt ra. Và những cái đó sẽ thu hút những người đàn ông hư. Và sẽ làm hỏng cả gia đình. Cho nên hãy đẹp, nhưng đừng đẹp kiểu này, quá đáng. Rồi đàn bà không khỏe bằng đàn ông thật. Một bao gạo 50kg, 60kg đàn bà làm không nổi, để cho đàn ông làm. Đàn bà làm những chuyện nhỏ, những chuyện chi tiết ở trong gia đình. Thế thì nhà đẹp, ai đến cũng thích. Con đi học về thấy cũng thích. Chồng đi làm về thấy nhà như thế cũng thích. Thế thì hãy dùng cái đó, Chúa đã thiết kế hết rồi. Đừng có đi ngược, khổ lắm. Cho nên bây giờ người ta đi ngược hết, nói nhiều mà nói sai. Làm đẹp thì làm đẹp cái kiểu sexy. Rồi đàn bà thì yếu, nhưng mà tha thướt, lòe loẹt. Ôi dồi ôi, làm cho cả gia đình, con cái cũng không hạnh phúc, chồng cũng không hạnh phúc.
Cho nên cái bản thiết kế có trong Chúa đấy, nhưng mà Chúa muốn kiểu này phải làm đúng thế, còn đi lệch ra ngoài là sai. Một cặp vợ chồng, chồng thì khỏe mạnh để lo chuyện lớn, còn vợ tha thiết, nhẹ nhàng, yếu, lo chuyện nhỏ. Thế thì lớn, chuyện lớn và chuyện nhỏ, cả hai điều cần thiết trong gia đình. Nếu không có người chồng làm chuyện lớn, thế thì làm sao mà có nhà cửa đàng hoàng, làm gì có cơm ngon, làm gì có áo đẹp. Nhưng mà nếu không có người đàn bà, thế thì nhà chả ra cái gì hết. Chúng ta thấy ví dụ như là ông Churchill, thủ tướng nổi tiếng của thế giới vào giữa thế kỷ thứ hai, trong thế chiến thứ hai. Ông ta đúng là người đàn ông, lo chuyện lớn, quên chuyện nhỏ. Hút xì gà, cái điếu xì gà nó to như quả chuối, bà ở đâu búng đấy. Nhưng mà bà vợ bà hiểu đó là công trình sáng tạo của đàn ông, lo chuyện lớn, quên chuyện nhỏ, cho nên bà vẫn chấp nhận. Bà đặt chỗ nào cũng có một cái gạt tàn, nhắc ông là ông búng tàn vào các cái gạt tàn này, đừng búng xuống dưới. Dưới này là cái thảm mà búng tàn thuốc đó thì vợ chịu sao nổi. Nhưng mà bà lại chấp nhận cái điều đó, dù chịu khó quét, chịu khó hút bụi để cho chồng lo chuyện lớn. Và ông chồng cũng tôn trọng vợ, biết ơn vợ, bởi vợ biết lo cho mình như vậy. Cho nên cái to, cái nhỏ cộng với nhau, giúp đỡ nhau. Cái cương nghị và cái dịu dàng cộng với nhau tạo nên một gia đình, nó mới hạnh phúc. Còn ông chồng mà lúc nào cũng lo quét nhà không thôi, không biết lo chuyện lớn, sai. Còn đàn bà thì cứ lo những chuyện xã hội đâu, quên chuyện nhà, thì con cái nó chả được cái gì hết. Cho nên phải tìm thấy bản thiết kế của Chúa trong công trình sáng tạo để lập thành một gia đình hạnh phúc. Đàn bà cứ nói nhiều, đàn bà cứ làm đẹp, đàn bà cứ lo chuyện nhỏ, cứ việc chu đáo trong chuyện nhỏ. Và ngược lại, đàn ông thì cứ nói ít đi, đàn ông thì không cần phải làm đẹp, đàn ông thì lo chuyện lớn, còn chuyện nhỏ cứ quên cũng không sao. Vì hai cái đó nó nghịch nhau, nhưng mà nó bổ túc cho nhau. Đó là một bản thiết kế rất quan trọng, nhưng rất tiếc người ta không khám phá ra. Thứ hai là người ta không chịu theo ý của Chúa, cho nên gia đình không có hạnh phúc, mà gần như các gia đình ly dị là không hạnh phúc, là bởi vì không có thấy cái chương trình của Chúa trong công trình sáng tạo. Cứ chê, chỉ biết chê, chê, không biết xây dựng. Nếu đàn bà nói điều sai thì đàn ông nên giúp đỡ đi. Nếu đàn bà không có kiến thức nhiều khoa học, nên nói cho vợ nhiều đi để vợ nói cho con. Và người đàn ông lo ngoài chuyện xã hội nhiều thật, ít khi về nhà, nhưng mà phải chấp nhận điều đó. Và cũng phải nói cho con biết rằng bố không có ở nhà, bố không có nuông chiều con, nhưng bố đi làm ngoài xã hội để lo cho con đấy. Thì đây cũng là một câu chuyện nhỏ nhỏ. Ở cái rắn tôi, có một anh chàng thanh niên chuyên môn chạy xe ôm thôi, nhà nghèo. Nhưng mà luôn luôn 6 giờ tối có mặt ở nhà, ăn cơm với vợ con. Nhưng có một hôm, 6 giờ không thấy chồng về, 7, 8, 9 giờ không thấy về, đến 10 giờ mới thấy chồng về. Bà vợ bà la lên: anh đi đâu mà giờ nào mới về? Ông chồng ông ấy tủm tỉm cười thôi. Ông bảo rằng lúc 6 giờ tính về rồi, nhưng mà có một khách bao xe đi Sông Đốc mà đi ban đêm. Từ ở cái rắn về Sông Đốc cỡ 50 cây số mà đi ban đêm, đi trong nông thôn, nào là cầu khỉ, nào là kinh gạch lung tung mà rất nguy hiểm. Nhưng mà ông ta nói rằng sắp lễ Giáng sinh rồi mà con mình chưa có áo đẹp, cho nên anh liều một cú để lấy tiền mua áo đẹp cho con. Đấy, người đàn ông như vậy đó. Thế thì bà vợ cũng nên cắt nghĩa cho con, tại sao bố con lăn lộn liều mình như thế? Tại bố yêu con đấy. Vì cái áo dài lễ Giáng sinh con chưa có, cho nên bố liều như vậy.
Cho nên người đàn ông lo những chuyện lớn như thế thì người vợ cũng phải hiểu và cắt nghĩa cho con. Và đừng có mắng chồng, tại sao mới bây giờ mới về, lỡ cái xảy ra tai nạn thì sao. Thì có thể như thế, nhưng mà vì thương con cho nên người chồng phải cắt nghĩa cái khuyết điểm của người mẹ, người mẹ phải cắt nghĩa cái khuyết điểm của cha cho con cái. Thế thì lớn lên nó sẽ thấy được tất cả những cái khác nhau giữa đàn ông, giữa đàn bà. Khác không phải là xung khắc, khác không phải để phá nhau, khác nhưng mà để hợp tác, để bù đắp cho nhau. Và bao những chuyện như thế thì chúng ta phải tìm hiểu đàn ông, đàn bà khác nhau cái gì và tại sao khác, Chúa muốn cái gì đây. Thế thì chúng ta mới xây được gia đình tốt, còn không cứ chê nhau không thôi. Thế là phá bản thiết kế của Chúa rồi. Và như vậy thì gia đình không đi theo ý của Chúa thì nó sẽ tanh bành. Tôi xin nhắc lại là giống y như kiến trúc sư thiết kế cái nhà rất chi tiết, không được sai từng ly, đừng nói là một phân đâu. Nhưng mà người thầu cứ thay đổi cái này, thay đổi cái kia. Tôi thấy ví dụ như là ở Bình Dương có một nữ kiến trúc sư, cô ta là Nguyễn Thị Thủy, là người đàn bà, là một kiến trúc sư nhưng mà rất chu đáo trong vấn đề thiết kế. Ví dụ một chàng đàn thánh giá xong hết rồi mà cô ta vẫn không chịu. Cô ta nói rằng Đức Giêsu dù bị đóng đanh nhưng mà vẫn phải có niềm vui trong đó, cho nên cô bắt sửa lại cái môi cho nó đừng có thảm. Chi ly như vậy, nhưng mà nếu những người thầu mà không làm đúng, thế thì nó chả đẹp, mất hết ý nghĩa. Nhưng mà cái cô đó đúng là đàn bà mà giống đàn ông. Và trong trường hợp đó thì cũng là đúng thôi, vì cô ta là kiến trúc sư, là có nghệ thuật và có kỹ thuật, mà kỹ thuật, nghệ thuật phải đâu vào đó chú đáo từng tí, sơ sót một tí là không được. Màu xanh đậm quá cũng không được, màu vàng nhạt quá cũng không được, phải đâu vào đó nó mới cái hài hòa. Thế thì đó là đàn bà chi tiết trong những chuyện mà nhiều khi đàn ông có tức, có những nhà thầu nó tức quá sức. Làm nhà xong rồi còn bắt sửa cái này, sửa cái kia. Tại sao vậy? Tại người ta là đàn bà. Người ta muốn chu đáo cả những chuyện nhỏ nhất trong một công trình lớn. Đấy, chúng ta phải biết cái khác nhau giữa đàn ông, đàn bà như vậy để xây dựng một gia đình đúng ý Chúa. Xin ôn lại là đàn bà cứ nói nhiều nhưng nói đúng, nói đẹp, nói tốt. Đàn ông không cần nói nhiều để lo chuyện lớn. Rồi đàn bà cứ làm đẹp nhưng mà làm vừa phải thôi. Và nhất là đẹp trước khi lấy vợ lấy chồng. Còn khi đã có chồng có con rồi thì đẹp vừa vừa thôi đủ rồi. Rồi đàn ông khỏe lo chuyện lớn đi, đàn bà khỏi lo, cứ lo chuyện nhà cho chú đáo là được rồi. Sau khi đi làm việc bao nhiêu vất vả ngoài đời, về đến nhà thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sạch sẽ, tự nhiên người đàn ông cảm thấy nó thoải mái. Đi ra ngoài đời cãi nhau, có khi đánh nhau, về nhà bà vợ dịu dàng, ngọt ngào, dịu dàng, nhất là còn đẹp đẽ nữa, thì tự nhiên nó quên hết những cái khổ ở ngoài đời. Đó là những chuyện chúng ta thấy không có ở trong sách giáo lý, không có trong cuốn sách bổn, nhưng mà chúng nó có ở trong Thánh Kinh. Chỉ có điều là chúng ta không khám phá rồi. Cứ khám phá đi, tất cả mọi cái trong vũ trụ này đều do Chúa an bài hết. Bản thiết kế của Chúa đầy đủ hết rồi. Bây giờ phải tìm để làm đúng ý Chúa thôi. Và nếu làm đúng ý Chúa thì tuyệt vời. Còn nếu mà sai ý của Chúa là tịt vòi, chả đâu vào đâu hết. Rồi, chúng ta xin tạm nghỉ nha, bà con. Xin mời anh chị em đúng chúng ta kết thúc. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.